Còn lâu, mẹ phải lên chặt mấy phát nữa rồi. Thôi chặt nữa đi. Rồi, giờ nó thả từ từ là được. Rồi. Cái lúc quay ấy lên chú này bay từ con chú nhỏ cái con này vào bây giờ chồng có xấu không? Không đã cả. Kéo tai nạn đấy. Tai nạn đấy. Sập chết người.